Hello quý vị và các bạn thân mến. Hiện tại bây giờ là 12 giờ trưa tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, ngày 12 tháng 1 năm 2021. Sau đây tôi xin chia sẻ với các bạn một cái đoạn video ngắn mà Dr. Love trước khi lên cái chiếc trực thăng để bay qua sân bay, để lên chiếc Air Force One để bay qua tiểu bang Texas, thì tại tòa Bạch Ốc, Dr. Love có một cái buổi phát biểu nhanh trước phóng viên báo chí. Và sau đây tôi xin chia sẻ những cái gì mà Dr. Love nói trước khi tụi mình đi vào xem cái video các bạn nhé. Thì Dr. Love nói về cái chuyến đi này là để mà đến cái thành phố là Alamo của tiểu bang Texas, ngay chỗ mà cái border wall đó các bạn, chỗ cái bức tường biên giới đó các bạn. Là cái bức tường biên giới này Dr. Love nói là nó giúp rất là nhiều cho nước Mỹ cũng như là người dân Mỹ. Thứ nhất là ngăn cản được những người nhập cư lậu vào nước Mỹ. Thứ hai là những cái cần sa ma tí áp hiện nó cũng ngăn cản được những cái thứ đó đi vào nước Mỹ luôn các bạn. Bên cạnh đó thì Dr. Love cũng có nói về cái chuyện mà luận tội của bảy lớp xe cũng như là ông Chuck Summer, là hiện tại bây giờ thì phía bên đảng Dân Chủ đang cố gắng để mà luận tội như sao sao đó. Thì Dr. Love nói cái chuyện này nó sẽ làm cho nước Mỹ càng thêm lộn xộn. Và bên cạnh đó thì Dr. Love có nói là Dr. Love không bao giờ muốn violence ở trong cái nước Mỹ này cũng như là tại cái tòa quốc hội vào ngày 6 tháng 1 đâu các bạn nhé. Sau đây thì mình sẽ đi vào xem cái đoạn video phát biểu của Dr. Love. Texas, we're going to the southern border. As you know, we've completed the wall. They may want to expand it. We have the expansion underway. It's been tremendously successful, far beyond what anyone thought. We're stopping in large numbers the drugs coming into the country for many, many years and decades. We're stopping a lot of illegal immigration. Our numbers have been very good. There does seem to be a surge now because people are coming up. Some caravans are starting to form because they think there's going to be a lot in it for them if they're able to get through, but we're able to stop it. The wall has made a tremendous difference. I think some of you are coming with me, but the wall has made a tremendous difference on the southern border. As far as this is concerned, we want no violence, never violence. We want absolutely no violence. And on the impeachment, it's really a continuation of the greatest witch hunt in the history of politics. It's ridiculous. It's absolutely ridiculous. This impeachment is causing tremendous anger, and you're doing it, and it's really a terrible thing that they're doing. For Nancy Pelosi and Chuck Schumer to continue on this path, I think it's causing tremendous danger to our country, and it's causing tremendous anger. I want no violence. Thank you very much. Thank you. Rồi sau vài phút nhanh gọn lẹ, tôi đi chia sẻ với các bạn một cái buổi phát biểu chưa đầy 2 phút đồng hồ tại sân cỏ của tòa Bạch Ốc trước khi lên chiếc trực thăng để mà bay. Thì tôi cảm ơn các bạn rất nhiều, cũng như là tôi sẽ ráng cập nhật những gì mà trong cái buổi phát biểu tại thành phố Alamo, tiểu bang Texas trưa ngày hôm nay để chia sẻ lại với các bạn nha.